Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ nói về cập nhật Epic 7 tuần từ ngày 6 tháng 1 trở đi. Mở đầu cho buổi cập nhật ngày hôm nay thì Epic 7 sẽ gửi cho các bạn một cái hộp quà. Trong đó có password chính là New 3 Stars, New 3 Stars. Cái password này nó cũng nói lên được cái ý nghĩa, đó chính là có rất là nhiều hero. Không phải rất là nhiều, chỉ có 5 đứa thôi, 5 đứa 3 sao mới trong các bạn cập nhật kỳ này. Hộp quà này sẽ cho các bạn 3 lá và 300 ngàn vàng. Rồi bây giờ chúng ta hãy vào tiết mục chính. Thì chi tiết về các bạn cập nhật trong game. Đầu tiên các bạn sẽ mở được cốt truyện ở phần 4 tập 3 tên là West Brera. Thì nói thiệt là mình chưa có đi cái chapter 2 xong nữa, cho nên là chắc cần phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Và các bạn cứ đi map bình thường, có shop đây, và nếu như các bạn build Adin lên thì các bạn sẽ tiếp tục trên con đường nghĩa hiệp của các bạn. Adin sẽ có được những cái nâng cấp mới. Tiếp đến thì Side Story, mùa lễ hội Giáng sinh năm mới, Fairy Tale for Snowy Day, nó sẽ bước vào tuần cuối cùng các bạn. Cho nên là các bạn chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi để mà có thể farm cái side story này, farm những cái món gọi là những cái món đồ này nè để mà đổi trong shop. Và bây giờ chúng ta sẽ đến tiết mục chính, đó chính là 5 hero 3 sao mới. Thì đây chính là video về những hero 3 sao mới các bạn. Đầu tiên mở màn cho chuỗi hero ngày hôm nay chính là Yunrion. Đó, các bạn có thể thấy tên tên khá là khó để đọc, Yunrion. Yunrion, cứ coi như là vậy đi. Hero này sẽ có hai chiêu kích hoạt và một chiêu nội tại. Thì chiêu 2 của Yunrion chính là nội tại Assault Call Ordination. Khi mà Yunrion tấn công 4 lần, Yunrion sẽ lập tức buff cho toàn đồng minh một cái khiên trong hai lượt, và đồng thời tăng Combativeness cho toàn đồng minh luôn các bạn. Toàn đồng minh được nhận 15% Combativeness. Sức mạnh của cái khiên nó sẽ tỷ lệ vào lượng máu tối đa của hero được buff. Và đây các bạn có thể thấy là Yurion sau khi tấn công 4 lần sẽ buff khiên và buff combat readiness cho cả đồng minh luôn. Chiêu 3 của Yurion là một chiêu buff, các bạn sẽ buff cho cả team của mình speed và immunity trong hai lượt, cooldown 5 lượt, có thể nâng max lên thì còn cooldown 4 lượt. Thì đây là một cái chiêu buff thông thường thôi, không có gì đặc sắc. Nếu như các bạn cần speed và immunity đi chung với nhau thì các bạn có thể dùng Yurion. Và cuối cùng chiêu 1 là một chiêu tấn công đơn mục tiêu với 65 nâng max thì nó sẽ lên 75% phá giáp trong một lượt. Khi mà sử dụng ở ngay trong lượt của Yurion luôn, nếu như bản thân Yurion có buff trên người thì sẽ kích hoạt thêm một cái Dazzling Slash nữa. Dazzling Slash là gì? Thì sẽ restrict kẻ địch một lượt các bạn. Thì có thể thấy một cái bộ chiêu của Yurion có buff immunity, có buff speed, có restrict, có buff khiên và combat readiness thì khá là ấn tượng khi mà dùng trong hình Kadis 13. Hoặc một cái nữa là có thể dùng trong team Banshee 13 mà thuộc thể loại one shot đó các bạn, bởi vì có buff restrict này nè. Cũng chính vì có restrict luôn như là đi Kadis lẫn Banshee đều khá là tốt. Ngoài ra trong hình thì mình chưa có nghĩ đến những ứng dụng nào khác cả. Có thể cân nhắc để mà dùng trong Azimanac 13 luôn. Về PvP á, thì nếu như các bạn chơi team Bruiser, mình nghĩ Yurion sẽ phù hợp với team Bruiser hơn, bởi vì có buff speed và immunity, đồng thời có thể kháng cự lại một phần những cái đòn mà AoE, bởi vì Yurion có thể buff khiên và cũng như là buff combat readiness cho team. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận một chút, là bởi vì khi có cái khiên á thì các bạn sẽ sợ những thành phần như là Operator Secret chẳng hạn. Rồi ngoài ra thì cái buff speed về immunity cũng khá là ấn tượng cho PvP, thì nếu các bạn có team các bạn có thể cân nhắc dùng. Qua hero thứ hai chính là Hanson các bạn. Đó thì chính là Hanson, là một kỹ sĩ hệ bóng đêm, mà hình như mình quên nói start của Yurion. Đây là start của Yurion, quay lại nha, xin lỗi các bạn. Thì start của Yurion các bạn có thể thấy là máu khá ổn, def khá ổn, speed cũng khá ổn, và có effectiveness thì chủ yếu nó thiên về cái hướng là tăng cờ kiêm nhiệm cái vai trò là debuff các bạn. Speed thì 105 thì cũng vừa vừa thôi, nó không phải là quá cao nhưng cũng không có phải là quá thấp. Start của Hanson hero kỵ sĩ hiệp sĩ hệ bóng đêm thì ngược lại với Yurio một chút, nghĩa là sẽ đánh mạnh vào máu và def và speed thì nó giảm và không hề có effectiveness đi kèm theo. Thì có thể thấy là đối với một hero start như thế này,
3 sao thôi á. Start như vậy là coi như là thuần tăng luôn rồi, thuần tăng cờ. Thì bộ chiêu của Hanson cũng tương tự là sẽ có hai chiêu kích hoạt, một chiêu nội tại. Thì đây là cái nội tại của Hanson các bạn. Khi mà kẻ địch counter thì sẽ tự tăng combat readiness cho bản thân Hanson 20%, đồng thời tăng lượng sát thương chuẩn gây ra bởi sweep cut. Sweep cut là chiêu 1 các bạn, thì tăng lượng sát thương chuẩn 1000 sát thương chuẩn. Lượng sát thương chuẩn này có thể cộng dồn 4 lần, có nghĩa là bên địch counter 4 lần thì các bạn sẽ max được sát thương gây ra bởi chiêu 1. Nếu các bạn max chiêu này á, thì có thể tăng combat readiness của Hanson lên thành 30%, có nghĩa là khi mà kẻ địch counter 4 lần, Hanson sẽ lập tức có ngay lượng luôn các bạn, bởi vì là 30 x 4 là 120% combat readiness rồi. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái ứng dụng của Hanson nó sẽ gần như là khắc chế những cái thể loại counter attack, đặc biệt là Violet. Như các bạn đã biết, Violet counter rất là dữ. Chiêu 3 của Hanson, Punishing Strike, thì cái chiêu này sẽ tấn công toàn cái địch. Sát thương thì mình nghĩ nó không có to lắm đâu, nhưng mà đặc biệt là sẽ buff defense cho toàn đồng minh mình trong 3 lượt và buff speed cho bản thân Hanson 3 lượt. Tức là bản thân Hanson sẽ có vừa speed vừa defense luôn. Sát thương thì tăng theo máu tối đa của Hanson tất nhiên rồi. Và cooldown của chiêu này sẽ là 5 lượt nếu như các bạn max. Nhìn chung đây là một chiêu buff dép, là một cái thứ rất là đáng cân nhắc, bởi vì nó tăng cái độ trâu bò cho team bạn lên. Và cuối cùng chính là sweep cut. Chiêu 1 của Hanson thì cái chiêu này nó đi song hành với lại nội tại Hanson luôn. Tấn công một kẻ địch, đồng thời hồi máu cho bản thân Hanson. Và khi mà Hanson dùng chiêu này ngay trong lượt của Hanson, có nghĩa là đòn counter, đòn đua attack không hề tính. Tức là khi mà dùng ngay lượt của Hanson thì cái chiêu sweep cut này sẽ gây 500 sát thương chuẩn, dù cho đòn này có đánh trúng hay không. Có nghĩa là các bạn tưởng tượng đánh vào Violet, lỡ có miss thì vẫn ăn 500 sát thương chuẩn. Đánh vào Remnant Violet, đánh vào những thể loại né vân vân, lỡ có miss vẫn ăn sát thương chuẩn. Và nếu như các bạn cộng dồn được tối đa lượng sát thương chuẩn từ nội tại thì các bạn có thể gây ra được tới 4.000 năm sát thương chuẩn các bạn. 4.000 năm sát thương chuẩn, nếu như hero địch có máu giấy, 4.000 năm nó thường thường nó sẽ là nửa kề máu của hero địch rồi. Cho nên là rất là đáng để cân nhắc để mà đem vô đối đầu với những thể loại mà chuyên né cũng như là chuyên counter. Ví dụ điển hình nhất chính là Violet. Chiêu này các bạn có thể swim bên tốn 2 cục lửa để mà thêm lượt. Thì mình nghĩ thêm lượt chắc là để búp đép, hoặc là có thể các bạn phan thêm 500 sát thương chuẩn vô người kẻ địch thêm lần 2. Thì cái này tùy vào cách sử dụng của các bạn thôi. Và Mui sẽ là hero 3 sao tiếp theo các bạn. Một sát thủ hệ Ice. Về start của Mui á, thì các bạn có thể thấy là một sát thủ có 1039 attack. Nếu như đây là start của hero 5 sao thì lượng attack này có vẻ hơi thấp. Nhưng mà với một hero 3 sao, 1000 attack có thể gọi là cao rồi. Tương tự với những sát thủ Scorpio khác, 5500 máu, sát thủ attack nhiều, máu vẫn cao. Và tất nhiên bù lại thì defense khá là thấp. Speed thì chấp nhận được các bạn, 108 speed cũng gọi là rất là gì mà này nọ đối với một hero 3 sao thôi. Và critical hit chance là 23%, thì nhìn chung nó sẽ tập trung vào khả năng gây sát thương cũng như là tập trung vào cái lượng máu dồi dào một chút để tăng cái sức phòng thủ lên. Mui thì cũng tương tự như hai hero còn lại, hai chiêu kích hoạt, một chiêu nội tại. Và chiêu 3 của Mui là một chiêu kích hoạt, chiêu cuối các bạn. Chiêu này sẽ tấn công toàn mục tiêu 75%, phá giáp 2 lượt và tự tăng ẩn tắc cho Mui 2 lượt. Thì cái chiêu này nó giống như một cái phiên bản hơi lỗi một chút của Ran đó. Các bạn có thể tưởng tượng là tấn công tặng cái địch nè, rồi phá giáp nè, rồi tự bắt bật tắt. Thì Ran nó ngược là có nghĩa là nó hơi khác Ran ở chỗ là Ran thì tự bắt bật tắt bằng chiêu 2 xong combo qua chiêu 3. Ở này là nó gộp vô chung luôn. Thì nó ngược lại với Ran ở chỗ là tấn công xong rồi mới bắt bật tắt. Thì chiêu này cooldown khoảng chừng 3 lượt thì cũng có thể gọi là khá là ổn để mà có thể gây hiệu ứng phá giáp. Tuy nhiên cái nhược điểm của chiêu này chính là chỉ có 75% thôi, và 75% nó rất là không đáng tin các bạn. Mặc dù là phá giáp 2 lượt, các bạn có thể sơn bên tốn một cục lửa lên để tăng sát thương. Nội tại của Mui Cohort Management có nghĩa là khi mà đồng minh ở vị trí đứng đầu, tức là vị trí tăng cờ, bị tấn công thì Mui sẽ lập tức counter attack bằng Play Fury, và đồng thời toàn bộ đồng minh nếu như là hệ Ice thì sẽ nhận được combat readiness 10%. Play Fury là gì? Play Fury là một cái chiêu mà sẽ trượt tắt kẻ địch trong 2 lượt.
Và ở đây nó có một cái câu nữa là nếu như đòn cao tật tắc và đòn Blade Fury xảy ra đồng thời thì Blade Fury sẽ giành quyền ưu tiên. Thì nó giống như Dream thôi các bạn, và có thể là kích hoạt mỗi một lần trong hai lượt. Thì cái chiêu này đơn giản mà nói thì nó là một chiêu gây trừa tắc đơn mục tiêu, rồi nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Và một cái ý nữa chính là Ice Elemental, có nghĩa là toàn team hệ Ice thì sẽ kích được một cái tăng competitiveness cho toàn đồng minh. Mình sẽ nói qua chiêu 1 luôn trước khi mà mình kết luận về cái chức năng của Mui. Thì chiêu 1 của Mui là tấn công đơn mục tiêu thôi và 50% gây chảy máu cho hai lượt. Thì các bạn có thể thấy là Mui mang cho mình 3 debuff luôn, phá giáp, chảy máu và trượt tắc. Và với cái nội tại mà dành cho cái team toàn Ice nữa thì có thể thấy Mui là một cái ứng cử viên khá là hay để mà đi Wyvern 13. Thì nếu như mà các bạn không có những hero gây debuff hạng nặng cho Wyvern 13 á, các bạn có thể cân nhắc dùng Mui, mặc dù là cái tỷ lệ nó hơi không được chắc ăn lắm, nhưng mà có còn hơn không. Rồi thì đó là cái chức năng duy nhất mình nghĩ Mui có thể được dùng thôi. Chứ còn PvP là Mui chạy không lại Ran rồi nè. Ran đang là một hero khá là hot ở trong PvP. Thì giữa Ran với Mui chắc chắn sẽ chọn Ran rồi. Thì chỉ còn lại trong PvE thì đi boss Wyvern là tốt nhất. Boss Expedition hệ lửa thì vì cái boss đó nó kỵ debuff các bạn, cho nên đưa Mui vô là các bạn quăng ngay 3 cái debuff vô đầu con boss rồi. Tất cả những hero còn lại phải không gây được thêm debuff nào khác thì các bạn mới có thể dùng để mà đánh boss Expedition hệ lửa được. Mà ngay cả lúc đó nếu như cái chiêu 1 của Mui á, nó xui xui á mà nó chảy máu hai lượt liên tiếp thì gây khó khăn cho team các bạn, cho nên duy nhất chỉ một chức năng của Mui chính là đi rồng 13 thôi. Tiếp đến chính là Otte các bạn. Đây là hero mình đánh giá rất là cao trong cái đợt hero 3 sao kỳ này. Thì vào start của Otte thì các bạn có thể thấy ngay tại sao mình nói đây là hero mình đánh giá rất là cao. Bởi vì đây các bạn, sát thủ hệ Earth cùng Aquarius và 125 speed, rất là nhanh luôn. Và những chỉ số còn lại bởi vì nó vô speed hết trơn rồi, cho nên là nó gọi là không có được đặc sắc lắm á. Attack thì 857 hơi thấp một chút, riêng cái crit chance thì khá là cao các bạn. 35% crit chance khá là khủng cho một hero 3 sao. Speed và crit chance là hai cái chỉ số mà chiếm ưu thế trong hero Octane. Thì cũng tương tự như các hero khác, hai chiêu kích hoạt, một chiêu nội tại, và chiêu 2 của Octane chính là nội tại Overflowing Enthusiasm. Khi mà Otte đạt được gọi là ở cái ngưỡng máu tối đa khi mà bắt đầu lượt á, thì sẽ nhận buff Perception cho bản thân Otte một lượt. Perception là gì? Tăng crit chance 15%, tăng crit damage 15%. Các bạn ở đây nó không có ghi chú nhưng mà theo mình nhớ là vậy. Sau khi tấn công, nếu như bản thân Otte có Perception và kẻ địch không phải là những con quái khủng hoặc boss, thì sẽ tự tăng attack cho Otte một lượt và sau đó sẽ kích hoạt lại cái chiêu mà vừa được sử dụng như là một đòn extra attack. Thì cái chiêu này nó sẽ kích hoạt một lần mỗi hai lượt, nhưng mà các bạn có thể up lên là mỗi lượt đều có thể kích hoạt. Có nghĩa là gì? Các bạn có thể combo hoặc là chiêu 1. Thì khi Otte có Perception hoặc khi Otte full máu có Perception trên người thì sẽ kích hoạt hai lần chiêu 1. Các bạn kích hoạt chiêu 3 thì Otte khi mà full máu có Perception trên người sẽ kích hoạt hai lần chiêu 3. Thì đó là cái điểm ấn tượng của Otte. Vậy thì chiêu 3 và chiêu 1 Otte có cái gì mà nó đáng sợ như vậy? Đây là chiêu 3 của Otte các bạn, No Mercy for the Weak, không khoan nhượng đối với kẻ yếu. Có nghĩa là đây một chiêu tấn công đơn mục tiêu và xuyên giáp kẻ địch 30% các bạn. Xuyên giáp 30%. Khi mà lượng speed của Otte nhanh hơn lượng speed của kẻ địch, tăng tỷ lệ xuyên giáp dựa vào cái khoảng khác biệt đó. Có nghĩa là nó giống như skill của Strays các bạn. Nhưng mà thay vì Strays là tăng theo attack thì bây giờ Otte sẽ tăng theo speed. Nó sẽ hơi khó khăn hơn một chút bởi vì như các bạn thấy đó, tăng attack lên thì dễ mà tăng speed lên thì cực kỳ khó luôn đúng không? Và để mà đạt được cái ngưỡng mà tối đa xuyên giáp 100% á, với một Otte 300 speed các bạn chỉ nên gọi là chỉ khi các bạn đánh những hero mà từ 160 speed trở xuống các bạn mới được xuyên giáp full 100%. Thì cái đó nó nói lên cái sự khó khăn cho cái việc mà xuyên giáp của Otte. Tuy nhiên như các bạn đã biết là nội tại của Otte đã bù lại bằng cách là cho cái chiêu này được tấn công ra hai lần, có nghĩa là các bạn được tung ra hai đòn xuyên giáp luôn. Mặc dù ví dụ hai đòn xuyên giáp 50% đi, các bạn tung ra hai lần thì cũng như là một đòn 100% thôi. Rồi đồng thời là Otte tự buff attack nữa. Lần tấn công đầu Otte có thể không có buff attack nhưng mà có perception. Lần tấn công thứ hai
Thì Otte có bớt bạc tắc trên người các bạn và nó tính vào sát thương của chiêu này luôn. Cho nên là nhìn có vẻ vậy, nhưng mà mình nghĩ với những hero mà đua speed á, máu không nhiều á, Otte khi mà tung chiêu này có thể, nếu như Otte thắng speed nha, thì có thể kết liễu được những hero mà đua speed luôn. Và ngay cả việc sát thương tăng theo speed nè. Những hero như là đi chậm mà chuyên cao tọ chẳng hạn, như các bạn thấy ví dụ điển hình nhất chính là Rem nè. Thì mình không biết thực tế chiêu này ra sao, nhưng mà nếu như chiêu này mà one shot được Rem á, tức là nó gây ra khoảng chừng đâu 20.000 máu khi mà đập vào Rem, thì Otte sẽ có cái công dụng là counter Rem các bạn. Và các bạn sẽ thấy là sự biến mất của Rem trong RTA. Bởi vì là một hero hệ Earth 3 sao khá là dễ build nữa. Mặc dù là để build được Otte thì có vẻ đồ đạc hơi bị căng một chút, nhưng mà nó chính là chức năng mình nghĩ là mạnh nhất cho Otte là đi BVB. Và cuối cùng chiêu 1 Otte thì đơn giản là một cái chiêu đơn mục tiêu thôi, và sát thương tăng theo speed, nó không có gì đặc sắc cả. Đặc sắc là chiêu 2 và chiêu 3 thôi các bạn. Và hero cuối trong kỳ này chính là Januta. Hero này mình, đây là cái hero mà nó ít ấn tượng nhất trong cái dàn 5 hero kỳ này. Attack thì có vẻ rất là cao nè, speed 101 ok, máu thì rất là thấp, defense chấp nhận được, crit chance 23% ok, cao thì nhìn chung một warrior hệ lửa mà thiên về khuynh hướng sát thương các bạn, mặc dù speed khá là thấp. Tuy là thiên về khuynh hướng sát thương nhưng mà bộ chiêu của Januta lại khuyên thì gọi là thiên về cái khuynh hướng bruiser nhiều hơn. Lý do đầu tiên thì các bạn thấy chiêu cuối Januta, các bạn thấy ngay ở đây là 100 fighting spirit là các bạn thấy hết muốn chơi rồi. Rồi 100 fighting spirit các bạn đổi lại được cái gì? Tấn công đơn mục tiêu trừ speed 2 lượt, tăng attack caster 2 lượt, tăng attack sau khi tấn công nữa. Khi mà phẫn nộ thì sẽ xuyên kháng, nói chung không có gì ấn tượng nè, đúng không? Passive nội tại của hero này là khi mà một đồng minh bị tấn công thì bản thân Januta sẽ nhận được 10 fighting spirit cho mỗi đồng minh bị tấn công. Và cứ mỗi đồng minh bị tấn công như vậy sẽ có 25%, max chiêu thì được 35% tỷ lệ để kích hoạt thời khắc săn mồi, nghe như Rengar trong Liên Minh nhưng mà yếu hơn rất là nhiều so với Rengar các bạn. Thời khắc săn mồi nó là cái gì? Nó sẽ tăng speed cho toàn đồng minh 2 lượt và bản thân của Januta sẽ phẫn nộ trong 2 lượt. Chiêu 1 đơn thuần là một chiêu tấn công đơn mục tiêu, nhận 20 fighting spirit và có thể là tăng sát thương khi mà bản thân Januta phẫn nộ. Thì các bạn thấy tổng quan cái bộ chiêu này nó không có được hay ho cho lắm. Thứ nhất là vừa mới vô, nếu như các bạn đi trước thì các bạn không hề có fighting spirit để mà dùng chiêu. Nếu như các bạn đi sau, tới lúc đó các bạn chắc chắn là sẽ chết ngắt rồi. Cho nên là cái bộ chiêu này nó, mình không có đánh giá cao các bạn. Và kể cả BVB lẫn BVE mình không có thấy được cái chức năng của Januta. Có thể là đi BVE sẽ có một vài cái ứng dụng, bởi vì BVE thì khả năng Januta còn sống nó cao hơn, đúng không? Và có thể tung ra ví dụ Bup Speed này, hay là tung ra chiêu cuối với Fighting Spirit. Nhưng mà nhìn chung á thì chắc là sẽ có những hero khác mà làm tốt hơn. Và đó chính là về hero mới các bạn. Banner kỳ này sẽ là Alencia, kéo dài một tuần từ 6 tháng 1 đến 13 tháng 1 cùng với lại banner của Laika, nếu như các bạn nào chưa có Laika. Về thông tin của banner thì tuần từ 13 tháng 1 đến 20 tháng 1 thì các bạn sẽ gặp gỡ được Sermia, đồng thời là Cecilia cũng sẽ xuất hiện chung luôn. Các bạn sẽ có cơ hội summon Ceres là một hero limited sẽ trở lại trong tuần từ 20 tháng 1 cho đến 3 tháng 2. Có nghĩa là đây là quà Tết của Smigex á. Như các bạn biết là 1 tháng 1 là lộn, 1 tháng 2 là Tết âm lịch rồi, thì đây tặng quà Tết cho các bạn. Thì nếu như các bạn nào mà chưa có Ceres, hoặc là nếu như các bạn nào cần cái artifact Guiding Light, các bạn có thể nhận được trong cái khoảng thời gian này, gọi là giao thừa và Tết âm lịch. Thì đó là khoảng thời gian mà các bạn bung tiền lì xì như các bạn muốn bung tiền vào. Và banner Mystic thì khoảng từ 13 tháng 1 cho đến ngày 3 tháng 2 có nghĩa là kết thúc Mystic của Mulalias, các bạn sẽ có cơ hội nhận được Remnant Violet và Challenger Dominiel. Thì theo mình thấy là Remnant Violet nó có vẻ là nó biến mất dần dần rồi các bạn. Vai trò Remnant Violet hiện tại là sát thương đơn mục tiêu là chính thôi, chứ không còn là solo cân team như hồi xưa nữa. Cho nên nếu như các bạn nào muốn lấy Remnant Violet á, thì các bạn có thể cân nhắc vai trò lại cho nó chính xác, và muốn lấy thì hãy tích Mystic Summon. Nhưng mà bản thân mình thì thấy là không cần thiết lắm các bạn. Các bạn skip qua cũng được để chờ Hero Moonlight mới thôi. Và đó cũng chính là những thông tin tổng quan về banner. Tiếp theo trong đợt cập nhật lần sau, các bạn sẽ được chơi game với chất lượng cao
Full HD 1080 pixel. Tức là khi mà chơi game các bạn, animation của Hero á, có thể là nó xấu, có thể là nó đẹp, nhưng mà nhìn chung nó sẽ xấu hơn so với lại bản cập nhật ngày mai, là cái animation của Hero nó sẽ là HD luôn, Full HD luôn cho các bạn tận hưởng. Để mà bật cái này lên thì các bạn sẽ cần phải tích vô đây. Tức là các bạn bấm vào cái avatar, xong rồi các bạn bấm vào setting, xong rồi game setting, xong rồi tiếp tục setting, rồi các bạn bấm vào cái nút này Use High Definition Media Bug gì đây nè, thì nó sẽ tải xuống và sẽ cho các bạn tận hưởng được Full HD. Rồi cái bug này là cái bug sum 10 lần, thì nếu các bạn quan tâm thì có thể mua. Rồi đây, đây là những cái thông tin liên quan đến bug sum 10 lần thì mình không mua, cho nên là xin phép các bạn mình sẽ không review. Nhưng mà chung nó là một cái thể loại sum mà các bạn chắc chắn có được một 5 sao, một hero 5 sao và một cái artifact 5 sao, đơn giản vậy thôi. Thì đó chính là tổng quan về cập nhật kỳ này. Các bạn nhìn chung là cũng không có tức là trừ những cái thứ mình đã nói ra thì cái khúc dưới này nó không có gì gọi là đáng quan tâm cả. Thì đó, đó chính là tổng quan về đợt cập nhật của kỳ này. Mình thấy ấn tượng nhất chính là sự xuất hiện của dạng hero 3 sao và cũng như là cốt truyện mới tập 3 West Brearia. Thì đó cũng chính là kết thúc cho video mà tổng quan cập nhật kỳ này. Hy vọng các bạn có được những thông tin bổ ích. Và nếu như các bạn thấy video này có ích, các bạn hãy cân nhắc like, share và subscribe. Chỉ cần like và subscribe thôi. Các bạn nếu thấy ngại quá thì không cần share cũng được. Thì mình cũng xin tạm biệt các bạn ha. Và chúc các bạn có một ngày tốt lành cũng như là có một tuần chơi game vui vẻ. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.